Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiếc máy bay không người lái UAV cảm tử của Ukraine đã lao vào một tòa nhà chung cư cao tầng ở vùng Saratov của Nga và phát nổ trong sáng 26 tháng 8. Hãng tin RT đưa tin, thống đốc vùng Saratov Roman Busagin cho biết lực lượng phòng không Nga đã đáp trả cuộc tấn công. Tuy nhiên, các mảnh vỡ UAV đã rơi xuống nhiều ngôi nhà ở thành phố Saratov và Engels. Một đoạn video đăng trên Telegram cho thấy khoảnh khắc UAV Ukraine lao vào tòa nhà chung cư 38 tầng ở Saratov, thành phố có 950.000 dân ở miền Tây nước Nga. Một video khác cho thấy UAV Ukraine đã đâm vào một tòa chung cư ở thành phố Engels. Các mảnh vỡ UAV sau đó đã làm hư hại nhiều chiếc ô tô đỗ dưới sân. Ngoài ra, thống đốc vùng Bryansk của Nga Alexander Bogomas cũng cho biết một UAV Ukraine đã bị bắn hạ tại khu vực này. Các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga liên tiếp diễn ra trong những tuần gần đây. Khu vực Belgorod, khu vực Bryansk và Kursk nằm gần biên giới với Ukraine và đã bị lực lượng Kiev tấn công gần như hàng ngày. Các cuộc tấn công bằng pháo, tên lửa và máy bay không người lái đã gây ra thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng và tài sản của người dân địa phương, đồng thời khiến hàng chục người dân địa phương thiệt mạng hoặc bị thương. Theo Bulgarian Military, một đoạn phim được công bố vừa qua cho thấy cảnh phá hủy một chiếc máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không Su-27 của không quân Ukraine tại căn cứ không quân Mirgorod. Căn cứ này được cho là đã bị hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga nhắm tới. Trước đó, một đoạn video được quay từ máy bay không người lái đã cho thấy cảnh hai chiếc Su-27 bị phá hủy trong các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Vụ tấn công này cũng đã gây ra thiệt hại đáng kể cho hai chiếc khác. Su-27 là máy bay chiến đấu có năng lực nhất trong kho vũ khí của Ukraine, được đánh giá cao về độ bền và hiệu quả trong việc thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và các mục tiêu của Nga. Tuy nhiên, những nỗ lực sử dụng loại máy bay chiến đấu này để không chiến trực tiếp với máy bay Nga đã liên tục dẫn đến tổn thất nặng nề cho Ukraine. Những tổn thất trên đã khiến Su-27 của Ukraine ngày càng khan hiếm và có nguy cơ biến mất hoàn toàn trên chiến trường Ukraine. Su-27 từng được coi là máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không hàng đầu vào những năm 1980 và 1990. Ngày nay, chiếc máy bay này đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể khi cạnh tranh với các phiên bản Su-27 hiện đại hơn của Nga như Su-30SM và Su-35. Các phi công Ukraine, những người từng có cơ hội lái cả Su-27 và F-16 của Mỹ, đã đưa ra nhận xét rằng, nhìn chung, Su-27 vẫn là máy bay có khả năng hơn. Thật không may, có rất ít các quốc gia phương Tây vận hành loại máy bay này. Điều này đã hạn chế đáng kể khả năng bù đắp cho những tổn thất trong chiến đấu của Ukraine. Ngược lại, loại chiến đấu cơ nhẹ hơn và cấp thấp hơn MiG-29 cũng được thiết kế từ thời Liên Xô, nhưng có nhiều quốc gia đang vận hành hơn. Từ giữa năm 2022, Ukraine đã nhận được một số lượng lớn MiG-29 từ các nước NATO bởi nhiều nước thành viên của Liên minh, chủ yếu là các nước Đông Âu, đã từng mua nhiều MiG-29 trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Vì vậy mà Ukraine có nguồn bổ sung đáng kể. Su-27 là một máy bay chiến đấu có khả năng cơ động cao do cục thiết kế Sukhoi của Liên Xô phát triển. Su-27 được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với F-15EG của Mỹ và chủ yếu phục vụ trong vai trò chiếm ưu thế trên không. Máy bay đã được đưa vào sử dụng từ những năm 1980 và đã trải qua nhiều lần nâng cấp, sửa đổi trong những năm qua. Các đặc điểm kỹ thuật của Su-27 cũng gây được nhiều chú ý, bao gồm trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 33.000 kg và trần bay đạt 19.000 m. Chiếc máy bay này cũng được thiết kế với khả năng cơ động đặc biệt nhờ thiết kế khí động học và khả năng điều hướng lực đẩy. Su-27 được trang bị nhiều hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, bao gồm radar N001 Mi-H cung cấp khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu trên không tầm xa, cũng như hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại IRST để thu thập mục tiêu thụ động. Máy bay cũng có bộ tác chiến điện tử tiên tiến để tự bảo vệ. Hệ thống điều khiển trên Su-27 bao gồm hệ thống Fly-by-Wire giúp tăng cường độ ổn định và khả năng cơ động của máy bay. Hệ thống điều khiển kỹ thuật số này cho phép xử lý chính xác các số liệu trong chiến đấu và giảm khối lượng công việc của phi công trong các thao tác phức tạp. Vũ khí của Su-27 tương đối đa dạng và mạnh mẽ, bao gồm một khẩu pháo 30mm GSH-30-1 với 150 viên đạn, cùng với nhiều giá treo có thể mang theo nhiều loại tên lửa không đối không và không đối đất. Các loại tên lửa phổ biến bao gồm R-27, AA-10 Alamo và R-73, AA-11 Archer để chiến đấu trên không cũng như bom dẫn đường và các tên lửa cho các nhiệm vụ tấn công mặt đất.
tầm hoạt động của Su-27 rất đáng chú ý, với tầm bay tối đa có thể lên đến 3.530 km khi mang thêm các thùng nhiên liệu ngoài. Trong cấu hình chiến đấu thông thường, máy bay có tầm bay khoảng 1.340 km. Tầm bay mở rộng này cho phép Su-27 thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian dài và duy trì sự hiện diện đáng kể trong không phận có tranh chấp. Ngành công nghiệp quốc phòng Nga liên tục cung cấp các loại vũ khí hàng không mới cho không quân để sử dụng trên chiến trường. Trong thời gian gần đây, những quả bom hàng không FAB-500T có khả năng chịu nhiệt cao với mô đun điều chỉnh và lập kế hoạch phổ quát UMPC đã xuất hiện một cách thường xuyên hơn trên chiến trường sau khi được lấy ra khỏi kho dự trữ. Đây là loại bom vốn được thiết kế dành cho tiêm kích MiG-25RB. Nó có đặc điểm riêng là chịu được nhiệt độ lớn tạo ra khi máy bay di chuyển ở tốc độ cực lớn lên tới Mach 2,83, tức là hơn 3.000 km/h. Một trong những loại đạn hàng không đáng chú ý nữa là bom siêu lớn FAB-3000 cũng nhận được module UMPC thiết kế riêng cho nó, khiến vũ khí này được sử dụng để tấn công nhiều mục tiêu khác nhau trên đất Ukraine và gây ra những thiệt hại không dễ bù đắp. Nhưng chưa dừng lại tại đây, máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 của không quân Nga đã bắt đầu sử dụng một trong những loại bom nguy hiểm nhất, bom nhiệt áp OFZAB-500 để chống lại binh sĩ Ukraine. Bom OFZAB-500 có trọng lượng khoảng 500 kg, trong đó có 250 kg là hỗn hợp cháy, dài 1,5 m và đường kính 0,45 m. Sau khi được thả từ máy bay, bom sẽ nổ trên không, giải phóng hỗn hợp cháy, tạo ra một quả cầu lửa. Quả cầu lửa này sẽ phát nổ thêm một lần nữa, phá hủy tất cả mọi mục tiêu trong bán kính gần 15 m. Đặc biệt, nó sẽ hút sạch oxy trong khu vực, khiến đó trở thành một vũ khí hủy diệt cỡ nhỏ. Không chỉ có vậy, sau khi được tích hợp module UMPC, những quả bom nặng nửa tấn nói trên đã có tầm bay xa, độ chính xác tăng lên nhiều, khiến mức độ đáng sợ của chúng là không phải bàn cãi thêm. Bước nhảy vọt về công nghệ vũ khí mạnh mẽ đến mức như vậy tạo ra một vấn đề lớn cho việc giành ưu thế trên chiến trường của lực lượng vũ trang Ukraine, bởi các tướng lĩnh chưa thể tìm ra cách tối ưu chống lại các loại bom lượn hàng không của Nga. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã kêu gọi NATO đồng ý cho phép các nước thành viên của khối bắn hạ tên lửa Nga trên lãnh thổ Ukraine. Lời kêu gọi đanh thép được ông Duda đưa ra khi phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Litva Ingrida Simonit. Tổng thống Ba Lan nhấn mạnh vấn đề này vẫn là lằn ranh đỏ đối với nhiều nước NATO, nhưng các cuộc thảo luận đang diễn ra. Tôi hy vọng rằng các thành viên NATO cuối cùng sẽ bị thuyết phục về sự cần thiết của động thái này và đề xuất vũ khí để thực hiện nhiệm vụ sẽ được triển khai trên lãnh thổ hoặc không phận của NATO. Thực tế, Ba Lan đã đề xuất vấn đề này lần đầu tại hội nghị NATO ở Paris, Pháp hồi tháng 2. Trong khi đó, Kiev từ lâu đã thúc giục Warsaw và NATO đồng ý bắn hạ tên lửa của Nga khi vẫn bay qua miền Tây Ukraine. Ở chiều đối diện, ông Oleg Tyapkin, Vụ trưởng Vụ châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo, nếu Ba Lan quyết định chặn vũ khí tầm xa mà quân đội của chúng tôi sử dụng hợp pháp để vô hiệu hóa các mối đe dọa quân sự từ Ukraine nhằm vào Nga, thì chúng tôi sẽ đáp trả thích đáng. Giới ngoại giao Nga đã nhiều lần chỉ rõ rủi ro tiềm ẩn khi các quốc gia phương Tây tham gia trực tiếp cũng như có các hành động quân sự ủng hộ Kiev. Nhà ngoại giao này nói thêm, chúng tôi sẽ không đàm phán với bất kỳ ai để thỏa hiệp về vấn đề này. Cả Warsaw và NATO đều biết rõ lập trường của chúng tôi. Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Litva Simonit cho biết Litva đã và sẽ sát cánh cùng Ukraine trong mọi bước tiến tới mục tiêu và có thể sẽ cung cấp hơn 5.000 máy bay không người lái do chính nước này sản xuất vào cuối năm nay cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Litva cũng cho rằng tất cả lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Nga phải được chuyển đến Ukraine, đồng thời kêu gọi các đồng minh châu Âu tiếp tục tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Nga và các đồng minh của nước này. Ba Lan và Litva là các quốc gia hỗ trợ tích cực cho Ukraine kể từ sau khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự tại Ukraine. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, nơi theo dõi viện trợ quốc tế cho Ukraine, Litva đã phân bổ 560 triệu đô la Mỹ, trong khi Ba Lan đã phân bổ 4,8 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ cho Ukraine.